Chào anh em nhé, hôm nay mình làm một cái bonsai mai vàng nha anh em. Cái mai vàng này mình ghép đây được 3 tháng rồi ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình vô cái chậu gốm nha anh em. Thằng Tết mình để bàn Tết ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình sẽ vô dây cây mai luôn nha anh em. Anh em xem bây giờ góp ý cho mình nghe. Quay đừng có lắp điện thoại nha. Rồi mình sẽ vô chậu thay chậu mới cho cái cây nha anh em. Cái này mình nuôi đỡ trong chậu đó, giờ mình vô cái chậu mới anh em. Nó gần gần chậu này nó mới phù hợp với cái cây này nha. Cái này đẹp mà tặng hả? Tặng cho gục chèo. Cái này có dáng rất lạ nha anh em. Cái này cái đuôi nha, cái này cái quái rất là đẹp. Anh quay gần cho anh. Có gần. Cái này mình ghép dẫu Thủ Đức nha anh em. Cái này mình ghép nay được này ghép nay 3 tháng. Ghép được là 3 tháng rồi. Giờ mình vô dây luôn nha. Cây này cây trực lắc nhưng mà có dáng rất là lạ ha. Cây quái. Đầu mình sẽ vô dây nó nghe anh em. Cây này mình vô dây hỏm thì cách tháng trước mình cứ vô dây, chỉ mình vô mình kìm thôi ha. Bây giờ bắt đầu mình vô nước dây đầu tiên nha. Cây bonsai ai đam mê cây bonsai là thích những cái cây gốc quái vậy nha anh em. Cây này mình ghép dẫu Thủ Đức luôn rồi, cho nên cây này làm nước dây là nó có duyên. Ngày Tết năm nay có thể là có bông nhiều nha. Cây này là cây để bàn nha anh em, cây này là để bàn rất là đẹp luôn á. Nó gọn nhỏ, nó có hình rất là đẹp, nó giống tự tự như kỳ lân vậy ha. Nó đuôi
cái này cái ghép nên mình thấy rất là nhẹ nhàng nên em nó tách cái bon đó là rồi luôn, là công của mình bao lâu là kể như là hết á, nên thấy nhẹ nhàng. Cái này cũng là lạ ha. Rất là lạ. Cái này mình cũng đam mê cái này lắm á. Cây mà ghép làm tay chân thấy chậm chậm chứ lơ mơ chứ tục cái là mình thua. Cây này ảnh là cây này phải mình chăm sóc, có thể là tết là có bông cắt nhiều luôn á. Này nè, còn đưa về ảnh là không biết sao ha. Mình chơi cái bonsai thì cái nục dây này mình quấn không phải có nghệ thuật luôn nha anh em, nó phải không có cho trùng luôn nha, nó nhìn nó mới đẹp mắt nha, nếu mình quấn mà nó lộn tới lộn luôn thì nó cũng không có đẹp. Bữa mà cho ông thầy đó ngày ha, hay mấy ngày? Sao giới thiệu thì mua một cây mai 39 triệu. Phải không? Mấy cây mai 39 triệu. Mai ở đâu? Hết biết luôn. Ở trên Tân Thông rồi. Mai có một cây ở dưới mai chơi mai lớn không? Hiện tại giờ có một cây 80 triệu rồi. Mai chơi không? Mai rất là đẹp. Đây hỏi con Bi nó chịu không? Hả? Quý con Bi nó kiếm con giấy. Giấy sao? Con giấy gốc Mỹ thứ vậy. Càng bự càng tốt. Không? Bữa nào tôi ghép sẵn luôn. Ừ. Không muốn mua mấy chục triệu cũng có luôn á. Giấy Mỹ á. Thì đang kiếm cái bông giấy Mỹ.
Cái này tết hôm nay mình để bàn rất là đẹp nha anh em. Đây mặt nó ngang, cái này rất là quái, đây là cái trực lắc nha anh em, trực lắc mình đã vô dây xong ha, khi mình đã hoàn thiện nha anh em. Cây này mình ghép vào Thủ Đức này 3 tháng, giờ mình vô nước dây đầu tiên nha. Nước dây đầu tiên này mình nuôi đây tới tết là bông rất là nhiều nha. Cây này trên bàn rất đẹp, nó có dáng như con kỳ lân vậy ha, đến bàn rất là may mắn nha. Cây này dáng đẹp quá, độc lạ. Rồi cây mình hoàn thiện nha anh em, anh em xem và góp ý nha. Nếu mà anh em nào thích cây bonsai thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi mình sẽ làm những clip tiếp theo nha anh em. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bên lời gia đình nha. Rồi chào anh em ha. Rồi cho mình hoàn thiện rồi đó.